Công an huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình khởi tố Trần Khả Ái, sinh năm 2006, trú tại xã Hiệp Hân, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, công an triệu tập Trần Khả Ái để đấu tranh về hành vi lập tài khoản Facebook ảo, bán vé máy bay qua mạng. Trần Khả Ái khai nhận do không có công an việc làm, nên đã lập Facebook tiền Ngọc Minh, sau đó đổi tên lần lượt thành Uyên Trần và Trần Như Hảo, đăng tải thông tin hiển thị như một trang đại lý bán vé máy bay chuyên nghiệp sau đó đăng bài liên các group mua bán vé máy bay nhằm thu hút khách hàng. Khi con mồi tiếp cận mua vé máy bay và chốt đơn, họ sẽ chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng mà ái gửi. Sau khi nhận được tiền, Trần Khả Ái lập tức chặn liên lạc với bị hại để chiếm đoạt tiền. Với thủ đoạn trên, Trần Khả Ái đã chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc với số tiền lớn. Theo điều tra, Trần Khả Ái tiếp cận chủ yếu là người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài, đang có nhu cầu đặt vé về nước hoặc thăm thân. Chính vì vậy, việc tìm kiếm bị hại rất khó khăn cho lực lượng công an. Hiện công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, đồng thời yêu cầu ai là người bị hại của hoạt động tội phạm trên liên hệ với công an để cung cấp tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.